thành phố để tâm hợp về phần tâm linh thì là năm nay là nghiêm túc hơn rất nhiều về cái việc dâng hương là đã có thứ tự và ban tổ chức đã bố trí chỗ dâng ở ngoài trời khác hẳn so với mọi năm thì là quy củ hơn. Và du khách thì là năm nay cũng khác hơn mọi năm, là du khách thì không đi vào tập trung vào một ngày chính, là du khách của nhân dân thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An đi vào chiều và tối ngày hôm trước, và có thể là chiều nay thì du khách sẽ lên vẫn còn đông nữa, cho nên là năm nay là cái lễ dỗ đã được diễn ra là dài ngày hơn là mọi năm, nên là thu hút được rất đông đảo nhân dân của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và các du khách thập phương về tham dự. Tâm nguyện của em thì rất đơn giản ạ, cầu mong cho là quốc thái dân an và nhất là gia đình mình được bình yên ạ. Em là một thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện ạ. Em được đền nhờ giúp đỡ trong dịp dỗ hôm nay ạ. Ngoài việc là em mong muốn đền ơn đáp nghĩa cho các người đã có công dựng nước giữ nước ạ, thì em hy vọng là có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào trong công cuộc đền ơn đáp nghĩa.